Quý vị, trưa ngày 16 tháng 11 theo giờ địa phương đã diễn ra phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC với các khách mời là Tổng thống Colombia Gustavo Petro, Thủ tướng Fiji Stiveni Rabuka và Bộ trưởng Bộ Công Thương Ấn Độ Sri Piyush Goyal. Đây là hoạt động đầu tiên của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC tại tuần lễ cấp cao APEC năm 2023. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại phiên thảo luận đối thoại. Phát biểu khai mạc, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẳng định với chủ đề bền vững khí hậu và chuyển đổi năng lượng công bằng, đối thoại là dịp để các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC cùng với các khách mời trao đổi về các thách thức chung của khu vực và thế giới, thảo luận các sáng kiến giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác cùng hành động vì mục tiêu phát triển bền vững. Là nhà lãnh đạo đầu tiên phát biểu tại phần thảo luận của đối thoại, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách toàn cầu, đòi hỏi quyết tâm, trách nhiệm chính trị cũng như sự đoàn kết của tất cả các nền kinh tế. Chủ tịch nước chia sẻ quan điểm của Việt Nam coi ứng phó với biến đổi khí hậu là ưu tiên trong quyết sách phát triển quốc gia và cam kết mạnh mẽ về đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, giảm phát thải metan, bảo vệ rừng và chuyển đổi năng lượng. Chủ tịch nước đề nghị APEC và các đối tác đẩy mạnh chương trình hợp tác về năng lượng tái tạo và xanh hóa các ngành công nghiệp, phát triển nông nghiệp, sinh thái và phục hồi tài nguyên, an sinh xã hội và chuyển đổi công bằng. Các nhà lãnh đạo đánh giá cao phát biểu của Chủ tịch nước, hoan nghênh những đề xuất thiết thực và ủng hộ nỗ lực của Việt Nam hướng tới thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không, giảm phát thải nhà kính, chuyển đổi năng lượng. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự phiên khai mạc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC với các thành viên của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC ABAC. Đây là hoạt động thường niên trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC để các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC có những trao đổi thẳng thắn, thực chất và lắng nghe những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp khu vực.